tỉnh Khánh Hòa đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika từ mức chưa có ca nhiễm lên mức độ đã có ca nhiễm. Và để phòng tránh sự xâm nhập của loại virus này, mỗi ngày bình quân có khoảng 5.000 hành khách xuất và nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phải qua máy kiểm tra thân nhiệt. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời điểm này toàn bộ lực lượng của đơn vị đang túc trực 24/24 tại các cửa khẩu đi và đến tỉnh Khánh Hòa để giám sát thân nhiệt hành khách xuất và nhập cảnh và chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nhiễm virus Zika. Theo trung tâm này, trung bình mỗi tuần cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có khoảng 210 chuyến bay quốc tế xuất nhập cảnh. Tại các cảng hàng hải có khoảng 1-2 chuyến tàu quốc tế xuất nhập trong ngày. Do đó, nguy cơ virus Zika xâm nhập vào địa phương này là rất cao. Và đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin cụ thể về lịch trình mà du khách người Úc lưu trú tại thành phố Nha Trang. Vì vậy, chưa xác định được nguồn bệnh lây virus Zika chính xác là ở đâu.